Các bạn ạ, lại tiếp tục một ngày mới nữa. Hôm nay thì vợ chồng Đồng Hải dậy hơi sớm một chút. Ô, buồng chuối này đã chín vàng rực rồi. Nhanh thế chứ, vừa mới cắt về hôm trước mà hôm nay đã chín vàng rồi. Hôm nay thì làm sao mà ăn hết được đây, chắc lại cho gà thôi. Ui, hai quả mít này. Đấy, thơm lừng rồi. Đấy, hôm qua mình mới đi bứt ở trong vườn về đấy. Một quả thì bứt hôm trước, quả bứt hôm sau, chín hết rồi. Bùn, làm gì đấy Bùn? Hả? Làm gì mà quấn quýt lên đây? Bà xã đi đâu về sớm đấy? Đi ra mở cổng để chuẩn bị đi chợ thôi chứ cũng chưa đi. À thế à? Làm gì? Lạ quá à? Mới sáng ra làm gì máy điện thoại, điện thiết gì tùm lum la. Hôm nay là chồng muốn quay lại một cái đoạn phim kỷ niệm cái công việc thường ngày. Làm sao? Sao mà nhăn mặt? Ý là để rời xa chỗ này đi rồi còn nhớ lại mở lại để xem hả? Đúng rồi. Có nghĩa là thôi vỡ cái đi chợ đi để chồng làm. Đi chợ đi. Để mua thức ăn đi. Thật sự là hôm nay thì Đồng Hải cũng muốn quay lại một chút những cái kỷ niệm công việc thường ngày của hai vợ chồng mình thôi. Có nghĩa là từ hôm mình bắt cái đàn gà dưới nhà em mình về ấy, rồi mấy cái em gà mình bắt ở ngoài Bắc vào. Thế mà cứ buổi sáng thì mình lại đi chăn nó. Thế bây giờ thì mình đang thái chuối. Thái chuối trộn với bắp, trộn với cám để cho nó ăn. Nhưng mà mọi ngày thì mình không quay. Bùn này, Bùn. Hôm nay thì mình sẽ quay lại một đoạn phim. Bởi vì nói thật sự là hai vợ chồng Đồng Hải lại có một cái chương trình sẽ tạm thời rời xa cái ngôi nhà này. Ngôi nhà Lộc An Bảo Lộc này. Để hai vợ chồng mình sẽ đi đến một nơi mới. Để tiếp tục bắt đầu một cuộc sống mới nữa. Cái đàn gà nó nghịch quá. Ôi giời, nó leo lên trên cây này để nó nhảy ra ngoài. À, thằng nào thấy nó bay ra ngoài hóa ra là nó leo lên trên cây bơ này. Được rồi, cho các em cứ nghịch ngợm đi nhá. Nghịch ngợm được ngày hôm nào thì nghịch thôi nhá. Xong bắt đầu là chuẩn bị sẽ cho chuyển đi tất cả. Còn con gà rừng thì tối hôm qua cái thằng cháu con nhà bác của Ngọc Thủy xin đem về để nuôi. Và mình đưa luôn cả mấy quả trứng nữa về, nếu mà giả sử nó đẻ tiếp thì cho ấp. Còn đàn gà nhà mình đây thì mọi người nhìn thấy rất là đẹp. Bơ thì cũng sắp sửa được thu hoạch rồi. Chắc là tầm khoảng độ cuối tháng này, dương lịch ấy, 30 tháng 4 ấy, thì là có thể bắt đầu thu hoạch được rồi. Bởi vì đã có một số cái trái tương đối là căng rồi. Vợ chồng Đồng Hải chuẩn bị sẽ tạm thời đóng cửa ngôi nhà này. Đi đến một vùng đất mới.
buổi sáng rất là yên lành mọi người ạ. Nó như thế này thôi nhưng mà cuộc sống nó cũng không không được như mơ đâu, bởi vì thời tiết đây thì rất là đẹp, khí hậu rất là trong lành, nhưng ở cái đất Lâm Đồng này một thời gian thì mình mới thấy ở đây hạn hán rất là dữ dội. Chẳng hạn như năm nay thì là rất nhiều các vườn cây đã bị hỏng, mà người dân ở đây thì chủ yếu sống bằng những cái vườn cây cà phê, cây hạt tiêu, rồi để sầu riêng, chè. Nhưng mà hạn hán dữ dội lắm. Những cái người ta làm ăn từ lâu rồi, người ta có lưng có vốn rồi thì nó đỡ. Nhiều người giờ mới lập nghiệp là bị chỉ cần dính một vụ thì coi như là cũng là phá sản rồi. Chính vì thế nên vợ chồng Đồng Hải mới quyết định sẽ đi sang bên một cái khu vực khác, một tỉnh khác, sẽ bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới ở đó. Bởi vì đã qua tham khảo một thời gian ấy, thì vợ chồng mình thấy là cái khí hậu ở đấy cũng tương đối là tốt, cũng gần như là ở đây. Nhưng mà cái thời tiết ấy, cái thiên nhiên ấy thì nó ưu đãi hơn, là nó nhiều mưa hơn, và nó cái nước tưới tiêu ấy thì nó cũng rất là đầy đủ. Đến mùa khô này mà những cái ao hồ nó không hề bị cạn, chứ ở đây thì gần như là các cái hồ cạn hết quanh khu vực này. Thậm chí là có những vùng như ở bản trên khu vực Tam Bố ở trên kia, bây giờ nước sinh hoạt ăn hàng ngày, thời gian này người ta phải đi mua ở những cái xe bồn, người ta đi chở đi bán 200-300 nghìn một khối. Đấy, nên những cái vườn cây ăn trái như thế thì là sẽ hỏng hết. Còn khi cái chuyển đến nơi mới nó như thế nào ấy, và khu vực nào ấy, thì những video tiếp theo vợ chồng Đồng Hải sẽ cập nhật để gửi tới tất cả mọi người. Còn hôm nay thì Đồng Hải sẽ quay lưu một cái video làm kỷ niệm đi chăn gà, thái chuối, nó như thế thôi. Và cũng một chút tâm sự với khán giả về những cái dự tính của vợ chồng mình trong những ngày mới. Thôi, thôi cứ ăn bình thường có gì đâu mà. À, hay là đi mua cái gì về để nấu bún ăn nhỉ? Cơ bà chưa đi à? Chưa đi à? Chưa, giờ mới đi nè. Thích ăn gì nào để em đi chợ mua nào? Xem là ăn gì thì nhỉ? Hay là mua cái gì về nấu bún ăn đi? Mua xương nấu bún nhá. Ừ, nấu bún ăn nhá. Ăn cho nó dễ ăn. Hôm nay mình tương đối nhiều việc đấy. Thì nhiều việc thì cứ từ từ làm, không có gì đâu. Rồi rồi, thì biết là như thế. Thôi thế vợ đi chợ đi, chồng làm đã đây. Buồn kìa. Buồn. Mất trật tự quá. Trong vườn nhà mình mất trật tự lắm. Buồn. Hừ. Này. Mấy nữa giả em về nơi sản xuất nhé. Cho lên Đà Lạt.
Gu 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 gu. Vừa rồi thì bà xã mình cũng đã đi tham khảo rồi. Không có gì thay đổi thì ngày mai hai vợ chồng mình cũng lại còn có một chuyến phải đi lên Đà Lạt, rồi có thể đi Nha Trang nữa. Bởi vì đi ra đấy gặp một cái người bạn, bạn ở bên Canada, bạn ấy về nước, bạn ấy cũng muốn tham gia vào cái chương trình làm thiện nguyện ấy. Thì chắc là vợ chồng Đồng Hải cũng phải đi ra đấy 1-2 ngày. Đấy mới là dự trù thôi, nhưng mà chắc là đến 80-90% là chắc là phải đi. Đi về xong cái thì là vợ chồng mình sẽ bắt đầu đóng cửa nhà để đi làm kinh tế, đảm bảo cuộc sống, chứ không là cũng tương đối là khó khăn. Bởi vì cái công việc đi làm thiện nguyện, làm YouTube của mình ấy thì tốn rất là nhiều tiền. Và bây giờ thu nhập mình không có. Lấy cái mảnh vườn mà vợ chồng mình đang cải tạo trong kia kìa, thì bây giờ cũng đã có nguồn thu gì đâu. Và bây giờ bắt đầu làm lại từ đầu ở đấy thì rất là nhiều vốn. Quá nhiều ấy, không phải là ít đâu. Bởi vì nó trồng những cây mà có giá trị ấy, thì nó phải 4 năm, 6 năm bắt đầu mới có thu. Mà đầu tư vào đấy thì rất là nhiều. Nên cái vườn đấy, từ trước thì vợ chồng mình vẫn nói là nếu mà được giá thì vợ chồng mình cũng sẽ bán. Nên không đầu tư ở đấy nữa. Đấy, mọi người thấy đấy. Vừa rồi hai vợ chồng mình cũng định đi vào trong cái vườn để cải tạo khu vườn, nhưng mà chắc là cũng lại thôi. Bởi vì đầu tư ở đấy nó lớn lắm. Nên vợ chồng mình có ở nhà thì cũng cứ vào đấy để làm lụng linh tinh. Rồi thì trồng ngô, trồng bắp ở cái khoảng đất trống ấy. Nhưng bây giờ thì chương trình vợ chồng mình không ở đây nữa, đi làm kinh tế ở nơi khác, thì cái vườn đấy chắc lại để trống thôi. Đất ở đây thì để nói là cũng tương đối là đắt. Ngay như cái thời điểm bây giờ là cái bình ổn giá nhất. Nên vợ chồng mình cứ để đấy, khi nào mà cảm thấy nó hợp lý, có người ta giả được giá thì cũng bán đi để mình đầu tư vào công việc khác. Còn nói thật sự là ở trên Tây Nguyên này ấy, thì tất cả thì cũng chỉ làm vườn làm từ là chủ yếu thôi. Còn trừ những người ta có quá nhiều vốn, người ta buôn bán. Nên vợ chồng mình trước sau thì cũng vẫn là làm nông nghiệp thôi. Chăn nuôi con gà, con vịt để lấy cái cải thiện hàng ngày. Còn trồng những cái vườn cây
để đảm bảo kinh tế, cuộc sống. Và có thời gian thì lại vẫn tiếp tục làm công việc thiện nguyện, giúp đỡ những đồng bào khó khăn. Mình không đi được xa thì mình làm ở gần. Ai da, thái này tha hồ, hôm nay mình cho cả gà to ăn, mình thái nhiều một chút. Ở ngoài kia người ta đang thu hoạch cái vườn rau bắp cải ấy. Nên là bây giờ nó lên lên cái cây non, rất là nhiều cái mầm non. Cái tranh thủ cái ra vặt xong về cho gà ăn rất là tốt. Hôm nọ mình mới lấy một bao về, nhưng mà gà rất thích ăn cái chuối này. Cái vườn chuối nhà mình trong kia mà ai mà đầu tư chăn nuôi lợn rừng thì rất là tốt. Ở trong đấy quây lưới một góc, xong rồi tôi thả lợn rừng. Bùn ơi, chuẩn bị cho mày đi Đà Lạt nhá. Công nhận à, cứ cuộc sống nó yên bình. Thế là buổi sáng dậy chăn cái con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng rất là vui mọi người ạ. Cải thiện những bữa ăn của gia đình rất là tốt, an toàn đồ sạch. Con bùn này nó nghịch như trẻ con đấy nhá. Ôi con gà này nó cho mấy con ra ngoài rồi. Em mở cái cửa chuồng cái ra để cho ấy đi, để cho nó vào đấy, cho nó ăn trong trong rồi quay lại. Mở ra đi. Kệ nó chạy, nó khóc chạy vào. Nó trèo lên cái cây kia, nó nhảy ra ngoài. Đây, nhảy chỗ này. Nó nhảy cả lên cái cây đấy nè. Này. Đây làm sao bắt ra.
Đấy. Đưa lên trên, à đây. Sao? Đấy. Con này lại chui tiếp nè, đây, nữa. Thôi đâu, nhiều quá, nhiều với con. Đấy. Ôi giời, chúng mày dẫm lên. À, cất đi. Để bốc cái chuối cho gà ăn nữa. Gà to ăn. Tôi kệ tí nữa cho nó đi chơi cũng được. Nhờ. Ăn nữa. À nhưng mà ta bẩn lắm. Ồ, lấy cái gì đựng cái này đi. Còn cái gì? À đây. Dòng những cái vườn cây công nghiệp ấy, những cái vườn cây ăn trái ấy, mà không đủ nước thì coi như là hỏng. Đơn giản như là cái cây sầu riêng ấy, chỉ cần 300 cây để đầu tư vào đấy rất là lớn. Riêng cái khoan cái giếng, nếu mà không gần các cái hồ, nhưng mà hồ thì cũng không đủ, bởi vì hồ ở đây thì hầu như là đến mùa khô này là cạn hết. Khoan một cái giếng ấy thì cũng phải tầm khoảng độ 70 đến 100 triệu. Nhưng mà vẫn không đảm bảo đủ nước tưới đấy nhá. Sầu riêng thì tưới rất là nhiều. Tưới là phun thuốc, đủ các loại thuốc. Dễ làm nhất thì có mỗi cây cà phê. Đầu tư thì nó không quá nhiều. Thế là đã xong công việc buổi sáng. Đấy, công việc buổi sáng của Đồng Hải là như thế này đấy. Nhất là những cái ngày như ngày hôm nay. Những ngày chuẩn bị chương trình của vợ chồng Đồng Hải sắp sửa sẽ chuyển đi nơi ở mới, khu vực mới. Nên vợ chồng Đồng Hải rất mong là tất cả các khán giả đang yêu mến kênh của vợ chồng Đồng Hải thì hãy vào xem, rồi thì đăng ký, rồi chia sẻ để cho vợ chồng Đồng Hải có thêm nhiều cái động lực, thêm nhiều cái niềm vui để sẽ làm ra được cái video hay hơn và sẽ làm cái công việc thiện nguyện tốt hơn và cái cuộc sống của gia đình nó sẽ vui vẻ, đầm ấm và cuộc sống nó chan hòa hơn rất nhiều.
Ờ, tôi một tí nữa.